máy Cộng hòa Đài Truyền hình Sài Gòn Đại Quốc xin trân trọng kính chào tất cả quý giả quý đồng hương. Đến với là chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt ở tại nhà Quan Quỳnh Phước. Tại sao ngày hôm nay chúng tôi lại có mặt ở đây? Để theo dõi cũng như là chia sẻ thêm, tiếp nối với là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng tất cả quý vị trong 2 tuần trước đây. Thấm thoát mà đã 2 tuần rồi, về một cái án mạng đã xảy ra ở trên đường Bao Le, ở trong một cái khu thương mại ở bên kia đường của Sài Gòn Network TV. Thưa quý giáo Cương Hương, cái án mạng đó là chị Trần Ngọc Tuyết, 48 tuổi, đã bị giết chết trong cửa tiệm của chị qua đêm sáng thứ hai ngày 20 tây tháng 7 vừa rồi. Cho tới sáng ngày 21 tây tháng 7 thì những học trò đến đó hàng ngày để mà học cái lớp chị dạy về eyelash, tức như là lông mày, lông mi, mới đến mới phát giác ra được là chị Tuyết đã chết ở trong tiệm đó. Cảnh sát đã đến làm ăn kết. Cho đến ngày hôm nay và giờ phút này thì chưa có biết được là cái lý do chính đáng là ai là thủ phạm đã giết chết chị Trần Ngọc Tuyết. Thưa quý giả, quý đồng hương, chúng tôi cũng đã được biết chị đã chết với lại một cái vết thương đập vào đầu bằng một cái cục đá gì đó, một cái vật đập ở dưới đằng phía sau đầu, rồi chị đã chết. Tuy nhiên, cái chết của chị Tuyết ở đây, nếu mà thông thường chúng ta nghĩ rằng là cướp bóc hay là tai nạn bất cứ lúc nào đi nữa hay là cái gì đi nữa, không có thương tâm bằng cái trường hợp cho ngày hôm nay. Trong suốt cả một tiếng đồng hồ chúng tôi ngồi bên trong, trong cái lễ phát tang, chúng tôi cầm không được nước mắt khi thấy hai đứa trẻ còn non dại. Con bé gái mặt hương linh 12 tuổi, em trai 10 tuổi, ngày hôm nay đã gặp mẹ mình nằm đó như một người đang ngủ. Nhưng kính thưa quý vị, cái câu chuyện này nó không phải ngừng ở đây. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi để chúng ta cùng nhau chia sẻ sự sống cũng là sự chết, và đặc biệt là chúng ta là những người Việt Nam biết cội nguồn như thế nào. Chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho hai đứa trẻ này. Mời tất cả quý vị theo dõi chương trình này. Phần sau đành khó trả, nghĩa cả lại khó đền. Mang ơn từ mẫu sanh thành, dưỡng dục các con chí thành, thay mặt hương linh thân mẫu Trần Ngọc Tuyết, chí thành đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Cho các con tụ vị trước an ninh tiền thân mẫu, đốt hương mặt niệm giai quỳ. Thưa quý nhà quý đồng hương, sau khi mà chúng ta đã cùng đồng hành với lại Đài Sài Gòn trong cái buổi lễ phát tang của chị Trần Ngọc Tuyết ở tại nhà Hoàng Quỳnh Phước, khi mà thầy chia sẻ mỗi một cái nốt kinh cá nhân của Mai Cộng Hòa như là quặn đau lại vì hai đứa trẻ này, rất là hồn nhiên. Hiện giờ thì hai đứa bé này đang ở với lại cha mẹ bảo dưỡng, tất nhiên là foster care, và theo luật pháp chúng tôi không có được quyền đến gần hoặc là hỏi hai đứa bé bất cứ chuyện gì. Chúng tôi có gọi điện thoại nói chuyện với lại ông Michael Craig là luật sư của hai đứa bé này. Luật sư của hai đứa bé này chia sẻ rằng cái chuyện đang còn trong cái vòng theo dõi, và một ngày gần đây rất là sớm sẽ có một cái phiên tòa để xác định và quyết định hai đứa bé này tương lai như thế nào. Tuy nhiên, ông vẫn chia sẻ với chúng tôi rằng cái ước mộng của ông và cái mong muốn của ông là gửi hai đứa bé này cho anh chị em của chị Tuyết, anh chị em của chị Tuyết ở tại Houston, California hay là ở đâu, để nuôi dưỡng hai đứa bé này trong suốt quãng đường còn lại. Chúng ta nghe đến đây thì chúng ta cũng biết là cái sự quyết định của tòa ở đây. Trước đó, ông Michael Craig có chia sẻ với chúng tôi rằng là ông đã có hỏi cha của hai đứa bé
vì cha của hai đứa bé có nhận tội là có hành hung, đánh đập hai đứa bé. Do đó bây giờ hai đứa bé này theo luật thuộc về tiểu bang săn sóc, và tiểu bang sẽ quyết định, và ông Michael Craig sẽ đại diện và sẽ chia sẻ rằng hai đứa bé này cần có bên ngoại cha mẹ ruột thì không được rồi, mẹ thì nằm đó vĩnh viễn, chỉ còn có dì cậu ruột của hai đứa bé này. Nhìn thấy có hoàn cảnh chúng ta phải xót ruột. Khi mà đi đám tang nào thì chúng ta cũng biết ít nhiều gì thì hai đứa bé hoặc là có cha mẹ, anh chị em hay là bà con đều chia sẻ cái sự mất mát đó. Hai đứa bé này chỉ còn có chúng ta là những người Việt Nam với nhau. Cầm bát cơm dâng lên cho mẹ, rót miếng trà cho mẹ, đến quan tài nơi mẹ mình nằm, đặt bông hồng xuống rồi, mẹ ơi, con thương mẹ. Bước ra đó, trong những ngày lễ sắp tới đây, hai đứa bé này sẽ mất đi rất là nhiều, rất là nhiều. Chúng ta không làm gì được hơn cầu nguyện cho ơn trên ban cho hai cháu được bình an, và một người mẹ nằm ở suối vàng sẽ được vui vì hai cháu được bình an. Michael Hòa cảm ơn tất cả quý giả, quý đồng hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và tất cả những phóng sự gì mà chúng tôi gửi đến cùng tất cả quý vị. Chỉ có đài truyền hình Sài Gòn Network theo dõi, đưa thông tin cũng như là cập nhật tất cả những tin tức gì của cộng đồng của chúng ta cho tất cả quý vị. Vì đây là hệ thống của đài Sài Gòn và đây là đài truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta tại thành phố Houston. Chúng tôi cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe, đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Nên nhớ cầu nguyện cho hai đứa bé 12 và 10 tuổi. Xin kính chào tạm biệt.